Xin kính chào khách, hôm nay thì hàng Nhật Tuấn Hà sẽ lại làm tiếp video báo giá với quý khách về những cái dòng ghế massage của tháng 9 này. Thì rất là xin lỗi quý khách là hôm nay thì đến tận ngày 15 thì em mới làm báo giá, bởi vì thực ra tháng vừa rồi em cũng hơi bận. Mà nhiều khi là mình làm video nhiều quá, đôi khi cũng không biết nói cái gì để mà có cái làm. Thế nhưng mà theo thông lệ thì chúng ta tháng nào cũng sẽ nên làm những cái video báo giá về sản phẩm. Thì thứ nhất là bên em báo giá luôn là bên em đang có những cái hàng mới thì bảo hành là 36 tháng và hàng cũ thì bảo hành 18 tháng một đổi một. Thế nhưng mà một số những cái shop khác thì người ta chỉ bảo hành có 12 tháng thôi. Thành ra này em cũng sẽ báo giá với quý khách về bảo hành 12 tháng để quý khách có thể so sánh về cái giá thành bên em nhé. Còn về cái chất ghế thì bên em đa phần là những cái dòng chất ghế hàng bãi nước siêu đẹp hoặc là những cái hàng đấu giá từ Nhật bay e về. Tất cả những cái hàng mà đi giao cho quý khách ở những cái tỉnh xa thì bên em sẽ đều bóc máy ra để có thể cho quý khách xem cái nội thất ở bên em. Nói chung là mình không phải quảng cáo khoe đâu, nhưng mà thực ra là những cái khách hàng mua ở bên hàng Nhật Tuấn Hà thì rất là ưng ý về những cái sản phẩm mà bên em đang cung cấp, và những cái chế độ bảo hành cũng như dịch vụ thì khá ok, chứ mình cũng không phải nói quá gì cả. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ báo giá tiếp về những cái dòng ghế của Panasonic này, dòng ghế của Family Inada này và dòng ghế Taijutsu. Thì rất ít khi mà có những cái cửa hàng mà nó có cái giá niêm yết như trên cửa hàng, như bên em đang niêm yết trực tiếp như này để quý khách có thể mua. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến báo giá của dòng Panasonic nhá. Đầu tiên là với dòng Panasonic thì có hai phiên bản cao cấp nhất có pin ăn chân, đó là Series 9 và Series 10. Series 9 thì đang có Panasonic MA97, MA98 và MA99. Thì bản Series MA97 thì đang có giá là 57 triệu, MA98 là đang có giá là 61 triệu và MA99 là đang có giá là 64 triệu quý khách nhé. Đấy là còn với phiên bản màu trắng thì là sẽ rẻ hơn 5 triệu so với giá bọn em đang niêm yết. Tiếp tục là đến series cao cấp nhất của bản series Panasonic thì nó là những cái Pana mà MA100, 101, 102, 103 này, hàng mới nguyên hộp. Thì em đang để ở dưới nhà, cũng đang đợt này đang về khá nhiều dòng series 10 bản cảm ứng. Thì với cái dòng Panasonic 103 mới thì đang có giá là 105 triệu bảo hành 12 tháng. Và với dòng Panasonic MA100 mà rất nhiều khách hàng hay mua cái dòng Panasonic 100. Đây ví dụ những cái bản mà nó có pin ăn chân, quý khách sờ lên thì sẽ thấy. Bản Panasonic MA100 thì đang có giá là 72 triệu. Và bản Panasonic MA101 thì đang có giá là 77 triệu. Và bản Panasonic MA102 thì đang có giá là 82 triệu quý khách nhé. Đấy, báo giá rất rõ ràng, trực quan. Tiếp tục là ta sẽ đến cái dòng Panasonic tiếp theo là những cái dòng cao cấp hơn, là như Panasonic MA88 này, Panasonic MA87 này, hoặc là những cái mẫu như là đây, Panasonic MA86 này. Nhà em cũng rất là sẵn hàng luôn. Thì với Panasonic MA88 là một trong những con có thể nói rất ít khi khách hàng nhìn thấy được ở những shop khác có. Thì con này đang có giá là 51 triệu quý khách nhé. Bản Panasonic MA87 thì đang có giá là 49 triệu. Và Panasonic MA86 đang có giá là 47 triệu quý khách nhé. 47. Còn tiếp tục là ta sẽ đi đến cái dòng Panasonic Series 7. Panasonic Series 7 thì ví dụ những cái mẫu như APMA bao nhiêu nhỉ? Đang còn hai con MA73 đây. Hai con Panasonic APMA73 là phiên bản màu da nâu nhạt như thế này. Da nâu nhạt như thế này thì phiên bản này đang có giá là 41 triệu quý khách ạ. Phiên bản này đang có giá là 41 triệu quý khách nhé. Còn phiên bản da đen thì cũng giá 41 triệu, còn phiên bản da trắng thì hiện tại đang không có hàng. Đấy. Còn phiên bản MA58 thì đang có giá là 44 triệu quý khách ạ. Cho tất cả những cái dòng. Phiên bản Series 7 này thì như quý khách có thể thấy thì là cái màn hình của nó là nó vẫn là thuộc cái series cũ, thành ra là cái chế độ đấm nó ít hơn. Nó chỉ có thể chỉnh được lực đấm mạnh nhẹ thôi. Nó không thay đổi được tốc độ, nhưng mà sang đến những cái dòng series mới hơn thì quý khách nhìn này, cái nó đã có thể thay đổi được cái tốc độ đấm khác nhau rồi. Đây em đặt lên đây cho quý khách có thể xem một cách rõ rệt hơn. Đây. Cho nên tại sao nhiều người thì cứ thích chọn cái dòng Panasonic Series 8 là như vậy. Đây quý khách nhìn thấy không? Nó khác nhau hoàn toàn luôn. Series 8 nó chuyển sang một cái màn hình mới rồi. Đó. Tiếp tục ta sẽ đi báo giá đến cái dòng của Fujioki. Với Fujioki thì hiện tại là chúng ta đang có dòng Fujioki IS2100. Hàng mới nguyên hộp thì em đang bán bảo hành 12 tháng là bây giờ đang có giá là 91 triệu quý khách nhé. 91 triệu cho bản bảo hành 12 tháng Fujioki IS2100. Tiếp tục là đến bản SKS6800, như quý khách có thể thấy SKS6800 và SKS6900 này. Thì phiên bản SKS6900 thì đang có giá là 63 triệu. Phiên bản
6.800 thì đang có giá là 46 triệu quý khách nhá. Và Fuji Oki thì đang còn tiếp tục là phiên bản AS 2001 thì đang có giá là 91 triệu cho bảo hành 12 tháng. Còn cái phiên bản AS 1000 này đang có giá là 42 triệu quý khách nhá. AS 1000 này đang rất là đẹp và giá thành hợp lý cực kỳ luôn. Tiếp tục là đến Fuji Oki thì ta sẽ có những cái mẫu như là bản SKS 5500 này. SKS 5500 này là phiên bản cao cấp hơn so với phiên bản 5600. Bài đấm nhiều hơn, linh hoạt hơn và đa dạng hơn. Con này về rất là đẹp, màn còn chưa bóc siêu luôn. Con này đang có giá là 26 triệu quý khách nhé. 26 triệu nếu mà trong tầm 20 mấy triệu thì có thể ít có con nào mà xịn hơn con Fuji Oki SKS 5500 này. Tiếp tục là đến Fuji Oki IS 970. Nhưng 970 đang có giá là 34 triệu quý khách ạ, 34 triệu cho con IS 970 này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến tiếp tục là đến cái dòng Taijutsu. Taijutsu thì hiện tại đang có phiên bản KC5600 này thì đang có giá là 53 triệu bảo hành 12 tháng. Con này là một trong những cái dòng mà có thể nói là hàng mới nguyên hộp và là dòng trị liệu động cơ của Inada độc quyền, dòng động cơ bơm hơi. Quý khách sẽ không thể tìm thấy cái dòng động cơ bơm hơi này ở đâu cả ngoại trừ trên dòng Taijutsu và dòng Family Inada. Nó là công nghệ độc quyền của Inada bán cho cái dòng Taijutsu này và hai bên là đều gọi là dòng thương hiệu trị liệu. Nhưng mà cái dòng này thì nó có lực đấm mạnh hơn so với dòng Inada. Tiếp tục là một cái mẫu ghế massage huyền thoại Taijutsu KC8600. Con Taijutsu KC8600 này được đánh giá là một trong những con có thể nói là hàng đầu trên thế giới đến thời điểm bây giờ của ghế massage luôn. Và là một trong những con mà được bán nhiều nhất tại hàng Nhật Tuấn Hà thì đang có giá là 72 triệu mới nguyên hộp và 67 triệu bảo hành 12 tháng quý khách nhé. Taijutsu hiện tại đang chỉ còn hai mẫu này thôi, mới nguyên hộp, đầy đủ giấy tờ nhập khẩu rồi là thuế nếu quý khách cần xuất thuế. Tiếp tục là ta sẽ đi đến những cái dòng như của Family Inada. Family Inada hiện tại bên em đang còn 3 mẫu là dòng của Inada 30.000 này thì phiên bản này đang có giá là 71 triệu cho cả 3 màu. Đỏ đen này, đỏ đen này, đen trắng và trắng trắng. Đấy, đầy đủ hết tất cả các màu. Inada là một trong những cái dòng duy nhất trên thế giới đến thời điểm bây giờ có kết nối trực tiếp mạng với cả bên hãng. Và nó có chế độ thông minh thực sự, được gọi là AI thực sự luôn. Bán chạy nhất thì nó vẫn là phiên bản Inada 10.000 này. Thì phiên bản màu đen đang có giá là 53 triệu. Và phiên bản màu trắng này đang có giá là 50 triệu quý khách nhé. 50 triệu ạ. Đấy. Đẹp mỹ mãn luôn. Và tiếp tục là phiên bản Inada 2200. Phiên bản Inada 2200 thì đang có giá là 33 triệu. Rồi bây giờ ta sẽ ghi xuống để cùng nhau xem những con ghế massage ở dưới nhà. Nói chung là ghế nhà em thì nhiều lắm, chứ không phải là ít, kể cả trong kho rồi là đây. Chúng ta sẽ thử đi đến những cái con ghế ví dụ như Panasonic EP100 đây. Những cái nhà mà làm hàng ghế bãi thì đôi khi là nó cũng có cái mặt bằng không được đẹp lắm thì mong quý khách thông cảm. Nhưng mà thực ra là những cái chất ghế bên em nhập về thì nó rất là đẹp. Chúng ta bỏ qua cái khâu mặt bằng đi để tập trung vào cái khâu hàng hóa và giá bán. Đây, Panasonic EP100 này, đẹp mỹ mãn luôn. Sẽ là một con ghế không thể thiếu nếu quý khách mà không lựa chọn cái mẫu Panasonic EP100 này. Đấy, còn 30.000 thì nhiều lắm. Quý khách nào mua Inada 30.000 thì liên hệ bên em nhé, giá chắc chắn là tốt, không thể tốt hơn nữa. 71 triệu cho bảo hành 12 tháng, bao miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Còn đây là những con ghế của Panasonic. Thì rất cảm ơn quý khách luôn ủng hộ. À đây, Panasonic EP100 đây, phiên bản K là phiên bản màu đen đây. Còn đâu tối qua là vừa mới đi giao cho quý khách là phiên bản Panasonic EP103 phiên bản E nằm bản màu vàng, vừa mới giao tối qua, hộp vẫn còn bất đây, chưa kịp ấy đi. Nói chung ghế nhiều lắm. Quý khách có thể chiêm ngưỡng thêm những cái địa chỉ cơ sở hàng Nhật Tuấn Hà. Thì bên em đang có bày ở phía bên này thì là 3 tầng thì là cung cấp những cái sản phẩm hàng mới như là ghế massage này, điều hòa mới này, máy lọc không khí mới này, hoặc bên cửa hàng bên kia thì là cung cấp những cái sản phẩm điều hòa qua sử dụng. Bên này thì bên em bán 3 tầng. Nói chung là nếu hàng Nhật ra thì bên em chắc là cũng ít nơi mà có thể nói được hơn hàng Nhật Tuấn Hà. Đây là những cái mẫu mà có thể nói là hàng siêu nước thì bên hàng Nhật Tuấn Hà đang cung cấp những cái sản phẩm bên này. Nói chung là cửa hàng thì mỗi ngày thì hàng xuất đi cũng khá nhiều ấy, chứ không phải ít, cho nên là đôi khi nó sẽ có những cái lộn xộn không đáng kể. Đấy, ủi điều hòa siêu đẹp luôn quý khách ạ. Đây, như mẫu này là sáng nay vừa bán cho một anh quân đội này. Sáng nay là vừa bán cho một anh quân đội đây.
Thì là con như con Hitachi dòng VIP 3 chức năng như thế này thì đang có bán cho anh ấy với giá là 14 triệu con này đây, quý khách này. Đấy, tủ lạnh bên em cũng cực kỳ nhiều luôn, và bên em chuyên cung cấp những dòng tủ lạnh mới nguyên hộp và những cái dòng mà tủ gọi là siêu siêu nước đời mới luôn. Và đây là những con ghế massage hàng mới nguyên, đầy đủ hết quý khách nhá, không thiếu cái gì quý khách ạ.